Bạn làm gì khi ngọn núi có vẻ quá lớn, khi trọng lượng của thế giới quá nặng, khi gánh nặng quá sức mang, khi cái hố có vẻ quá sâu để leo ra ngoài? Bạn làm gì khi tất cả dường như không thể? Bạn có thể đang phải trải qua một điều gì đó ngay bây giờ, điều đó có thể rất bực bội. Bạn có thể đang nỗ lực để thay đổi và không thấy bất kỳ kết quả nào. Bạn có thể đã thử mọi thứ và không có gì hiệu quả. Bạn có thể thất vọng nhưng bạn không thể quay lại. Bởi vì bỏ cuộc là cách duy nhất để đảm bảo thất bại. Cho dù bạn cảm thấy thế nào, hãy tiếp tục đi. Đôi khi điều đó dường như không thể xảy ra. Khi điều đó dường như không thể xảy ra. Khi dường như không có cách nào, tôi tự nhủ điều này. Nếu tôi nhìn vào những ngọn núi khổng lồ phía trước, tôi có thể sẽ không bao giờ thực hiện bước đầu tiên đó. Nhưng nếu tôi thực hiện bước đầu tiên đó, và sự tập trung của tôi luôn ở bước tiếp theo, và tôi tiếp tục thực hiện những bước mạnh mẽ đó mãi mãi, tôi sẽ sớm đạt được rất nhiều sức mạnh và rất nhiều tiến bộ. Nếu tôi giải quyết những thách thức của mình mỗi ngày và trọng tâm của tôi là cải tiến mỗi ngày, không phải bằng cách chinh phục mọi thứ ngay lập tức, chỉ cần cải thiện mỗi ngày, tôi sẽ cải thiện mỗi ngày cùng với sự tiến bộ tạo nên thay đổi. Nếu mục tiêu của tôi là tiến gần hơn đến đích mỗi ngày, mạnh mẽ hơn mỗi ngày, thì sẽ không bao lâu nữa cho đến khi tôi thấy tiến bộ, và sự tiến bộ đó sẽ tạo ra sự tự tin và sức mạnh để tiến bước nữa. Tôi sẽ mạnh mẽ hơn mỗi ngày, tôi sẽ mạnh mẽ hơn mỗi ngày. Đừng bỏ cuộc, hãy cho mình một ngày, cam kết một ngày quan tâm, một ngày tập trung. Một ngày nơi bạn yêu thương đủ để có những lựa chọn mạnh mẽ, có lợi cho cuộc sống của bạn. Một ngày nơi bạn chăm sóc đầy đủ về cuộc sống của bạn để đứng lên cho những gì thật sự quan trọng đối với bạn. Một ngày bạn đủ mạnh để nói không với mọi điều khiến bạn cảm thấy không giúp ích cho cuộc sống của bạn. Một ngày, chỉ một ngày, chinh phục một ngày. Hãy tự tặng cho mình món quà của một ngày. Tôi sẽ tốt hơn, tôi sẽ không từ bỏ, tôi biết nó sẽ là của tôi biết tôi xứng đáng, tôi biết điều mà tôi mong muốn, tôi đủ mạnh để làm được điều này. Bất kể bạn cảm thấy như thế nào, bạn có thể vượt qua điều này, thực hiện từng bước một ngày một lần. Nếu bạn đang phàn nàn về lý do tại sao bạn vẫn chưa đạt được mục tiêu của mình, thì vấn đề đầu tiên chỉ là bạn phàn nàn quá nhiều. Nếu bạn không sẵn sàng làm việc vì nó, đừng phàn nàn về việc không có nó. Nếu bạn không biết tại sao bạn vẫn chưa đạt được điều gì tuyệt vời trong đời, hãy để tôi cho bạn biết tại sao. Đây là lý do tại sao bạn không thành công. Số 1. Bạn muốn thành công nhưng bạn sợ mất đi một điều gì đó. Những người thành công không thương lượng giá cả, họ thương lượng giá trị. Liệu ước mơ của bạn có xứng đáng là cái giá bạn phải trả để có được nó không? Sự hy sinh những ngày dài, những sáng sớm và những đêm khuya, con đường cô đơn, sự cố gắng, những thất bại, sự bối rối, liệu kết quả cuối cùng có đáng không? Hầu hết mọi người đều tính chi phí nhưng không bao giờ sẵn sàng trả giá. Những người thành công trả tiền trước và họ được trả lại với lãi suất trong tương lai. Đừng tính cái giá phải trả cho những giấc mơ của bạn. Hiểu rõ điều gì là xứng đáng và trả bất cứ giá nào để có được nó. Số 2. Bạn hướng ngón tay ra ngoài nhưng không bao giờ hướng vào trong. Nếu bạn muốn nhìn thấy người chịu trách nhiệm cho cuộc sống của bạn, hãy nhìn vào gương. Tin tốt là bạn sẽ không phải đi đâu để gặp người chịu trách nhiệm cho tất cả thành quả của bạn. Chịu trách nhiệm về mọi thứ hiển hiện trong cuộc sống của bạn. Những chiến thắng, những tổn thất, những lời chúc phúc, những bài học, nắm lấy tất cả. Khủng hoảng tài chính đã phá hủy doanh nghiệp của bạn. Nắm lấy nó, học từ nó, phát triển từ nó. 6 tháng tiền tiết kiệm của bạn bị xóa sổ, tại sao bạn không có 6 năm đáng giá học từ nó, phát triển từ nó, cải tiến từ nó? Mất mọi thứ trong cuộc chia tay khó chịu, bạn có thể chọn một đối tác tốt hơn. Nắm lấy nó, học hỏi từ nó, phát triển từ nó. Thật dễ dàng để đổ lỗi cho tất cả mọi người về tất cả mọi thứ cho thất bại của chúng ta. Điều đó có nghĩa là chúng ta không cần phải làm bất cứ điều gì để thay đổi. Đổ lỗi sẽ khiến bạn lạc lối, nhưng nó sẽ không bao giờ giúp bạn có được cuộc sống mà bạn mơ ước. Chỉ có trách nhiệm sẽ làm được điều đó. Hãy sống có trách nhiệm với chính mình. Số 3. Công việc của bạn không có ý nghĩa gì. Nếu bạn nói rằng bạn sẽ làm điều gì đó, hãy làm đi. Nếu không, bạn sẽ mất đi sự tôn trọng từ hai người. Thứ nhất là người bạn đã nói, nhưng quan trọng hơn là chính bạn. Mỗi khi bạn làm trái với lời nói của mình, bạn sẽ đánh mất sự chính trực và tôn trọng bản thân. Hãy là người làm theo lời nói của mình. Nếu bạn không thể hoàn thành việc gì đó đúng thời hạn, hãy trung thực và cởi mở về điều đó. Đừng bào chữa, mọi người tôn trọng sự trung thực hơn mọi thứ. Nếu bạn không có ý định gặp lại ai đó, hãy nói với họ. Nếu bạn đang gặp khó khăn trong công việc, hãy nói với ai đó. Hãy là một trong số ít những người thực sự đủ lòng trung thực với bản thân và những người khác. Đó là những gì tôn trọng bản thân và các mối quan hệ với những người khác và trong chính bạn. Số 4. Bạn sống vì những lời khen của người khác chứ không phải mục đích riêng của bạn.
Hầu hết mọi người chỉ nghĩ về những gì người khác nghĩ về họ. Họ chọn công việc mà họ nghĩ rằng người khác sẽ nghĩ là một công việc tuyệt vời. Họ chọn một đối tác mà nghĩ rằng người khác sẽ nghĩ là một đối tác tuyệt vời. Họ làm mọi thứ dựa trên những gì họ nghĩ rằng người khác sẽ nghĩ. Những người khác thế còn bạn thì sao? Bạn không thể thành công nếu bạn đang sống cuộc đời của mình để được người khác chấp nhận. Đây không phải là cuộc sống của ai khác, đây là của bạn. Và bạn không bao giờ có thể sống trọn vẹn và đạt được tiềm năng thực sự của mình nếu bạn là kẻ lừa đảo chính mình. Hãy chọn mọi thứ trong cuộc sống mà bạn muốn. Hãy theo dõi các mục đích của bạn. Không phải niềm đam mê của cha mẹ bạn hoặc những gì bạn nghĩ có vẻ tốt cho các mối quan hệ của bạn. Nó là niềm đam mê của bạn. Vui lòng với những điều có ích cho bạn. Nó sẽ giúp bạn làm việc dễ dàng hơn rất nhiều. Nó sẽ làm cho việc bỏ cuộc là không thể. Nếu bạn nghĩ rằng bạn đã làm việc chăm chỉ nhưng vẫn chưa đạt được thành công, hãy làm việc chăm chỉ hơn, làm việc thông minh hơn, hãy tìm cách khác, luôn có một cách. Tôi biết bạn muốn thay đổi, tôi biết bạn muốn tốt hơn, nhưng hãy để tôi nói với bạn một điều mà bạn đã biết. Không có gì sẽ thay đổi trừ khi bạn thay đổi. Không có gì trở nên tốt hơn nếu bạn không tốt hơn. Không có chuyện hoàn cảnh cuộc sống của bạn thay đổi một cách kỳ diệu mà bạn không thay đổi bản thân trước. Nhưng đó là vấn đề của thế giới ngày nay. Mọi người đều chờ đợi tình hình của họ tốt lên trước khi họ tốt lên. Nếu điều này xảy ra sẽ tốt hơn, giá như điều này xảy ra thì cuộc sống của tôi sẽ tốt hơn. Thời gian chờ đợi đã trôi qua, thời gian chờ đợi đã trôi qua. Nếu bạn muốn một cuộc sống tuyệt vời hơn, nó đòi hỏi bạn nỗ lực lớn hơn. Ngay hôm nay, một ngày hôm nay, ngày mà bạn đưa ra tuyên bố rõ ràng, không chỉ thông qua lời nói của bạn, không chỉ thông qua ý định, mà thông qua hành động của bạn. Bạn tuyên bố, tôi hiện nay là ai? Ai xuất hiện trước ngày hôm nay đã chết? Tôi xuất hiện trước ngày hôm nay đã chết. Đây là tôi, từ bây giờ trở đi đây là tôi. Đây là tiêu chuẩn mới của tôi. Và tôi sẽ không chấp nhận cho bất kỳ điều gì thấp hơn tiêu chuẩn mới này. Bạn có đủ mạnh để nói không với những gì thấp hơn tiêu chuẩn mới này của bạn? Không phải vì bạn bị kỷ luật, mà vì đó không phải là bạn nữa. Giờ đây tôi là tiếng nói, tôi sẽ làm chủ không làm theo, tôi sẽ tin tưởng không nghi ngờ, tôi sẽ xây dựng không phá hủy. Tôi tồn tại vì điều tốt đẹp. Tôi là người lãnh đạo, xóa bỏ vụn vặt, thiết lập tiêu chuẩn mới, tiến lên phía trước. Kỷ luật đòi hỏi sức mạnh tinh thần và bạn cũng có thể có điều đó. Nhưng khi bạn thay đổi bản sắc, bạn không cần sức mạnh tinh thần. Khi bạn thay đổi cách bạn nhìn nhận bản thân, bạn không cần sức mạnh tinh thần. Bạn chỉ hành động như người bạn muốn sẽ là bạn. Đây là bản sắc mới của bạn, và bạn là ai quan trọng hơn tất cả những thứ gây sao nhãng tầm thường đó. Bạn là ai quan trọng hơn tất cả những lựa chọn khác. Bạn phải thay đổi cách bạn nhìn nhận bản thân. Bạn không còn là người chờ đợi mọi thứ xảy ra nữa. Bạn là người luôn bước ra khỏi đó và làm thay đổi xảy ra. Thay đổi liên kết của bạn thành bạn là ai, bạn đang là ai, bây giờ bạn là ai. Ngày tuyên bố không chỉ là một tuyên bố cho một lĩnh vực, mà nó hiển thị ở tất cả các lĩnh vực. Tôi hiện nay là ai? Đây là nhân dạng mới của tôi. Tôi biết điều gì quan trọng đối với tôi. Đó là những gì bạn đang làm. Bạn đang tạo ra một danh tính mới thông qua hành động của mình. Bạn đang tuyên bố bạn là ai? Từ bây giờ bạn cần tuyên bố gì trong cuộc sống của mình? Vùng phải thay đổi trong cuộc sống của bạn là gì? Bạn cần cải thiện chế độ ăn uống nào? Có thể bạn tuyên bố bằng cách loại bỏ tất cả các loại thực phẩm không lành mạnh yêu thích của bạn. Hãy ném chúng vào thùng rác, vì bạn biết bạn không muốn chất độc đó vào cơ thể mình nữa. Hãy ném tất cả những tư duy tiêu cực vào thùng rác, nó không cần cho bạn nữa. Có thể bạn củng cố tuyên bố của mình bằng cách tuyên bố với gia đình hoặc bạn bè của bạn về những gì bạn đang làm. Đó là ngày tuyên bố bạn sẽ làm gì. Thúc đẩy bản thân trong một hoặc nhiều lĩnh vực, thiết lập cá nhân tốt nhất, liên lạc với 5 người nhiều hơn bình thường, đọc thêm 1 giờ nữa, hãy thiền thêm 1 lần nữa, chạy thêm 1 dặm. Sau đó, nếu bạn có nhiều hơn, hãy chạy thêm 1 vài dặm nữa. Đó là ngày báo cáo bạn là ai từ lúc này. Hôm nay tôi cũng đã đi, đi mãi mãi. Đây là tôi mới có tiêu chuẩn mới. Đây là tiêu chuẩn mới của tôi và tôi sống theo các tiêu chuẩn này. Tôi không còn sức mạnh tâm lý, nói không với các lựa chọn dễ dàng. Vì tôi biết tôi là ai, tôi biết mục tiêu của mình, tôi rõ ràng về điều tôi muốn. Và tôi sẽ không dừng lại cho đến khi tôi nhận được. Tôi sẽ không dừng lại, không một ngày dừng lại.